Bên kia lại ấy không? Bên kia. Đây muốn tổng cảng nha mọi người nhá. Bên kia mà căng quá không ấy, mang mẹ cái bà cái vào cho nhanh nhỉ. Cho cái đồ gì ạ? Ờ. Cho mẹ cái đồ to kia cho nhanh. Tắt mẹ điện rồi. Tắt điện á? Đâu đã tắt đâu? Đã tàu rồi. Còn này chỉ ăn muối lẩu nhá. Nó cần sôi là được. Sôi nó mạnh mà. Nó qua nghe. Có con vẫn được sống hay sao ấy? Sống rồi. Âm một tạp. Một tạt đâu? Đâu đi. Có còn một tạt đâu. Đất đâu à? Ủa, ở bên kia ở đâu ấy? Hôm nay sẽ làm hai mâm lẩu. Tôm, phùm. Thế là không ăn đúng không? Chỉ đi quay thôi đúng không? Ăn dị ứng đấy loại này. Tối qua làm bữa tổng kết cho mấy anh em về trước, hôm nay lại tổng kết cho mai lại đội thợ mái với đội thợ sàn lại tiếp tục ra nha mọi người nha. Một con tầm 3 lạng nhỉ, con tầm 3 lạng. Một con chỉ được 10 con thôi. Không được.